Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh cuốn nè, hay là bánh ướt, nhưng mà rất là đặc biệt luôn. Mình cho kết hợp bắp ngọt vào trong cái phần bột và phần nhân, ăn nó thơm ngon và có cái màu đẹp mắt nữa nè. Bánh cuốn á thì không thể thiếu nước mắm, mình ăn kèm thêm chả lụa nữa thì càng tăng thêm cái độ ngon. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 100g bột gạo, loại nào cũng được. 100g bột năng hay là bột mì tinh. Chút xíu muối. Rồi phần bột để ăn bên ha. Phần nhân thì mình có nấm mèo, mình ngâm nước trước cho nó nở nè. Thịt nạc mình xay ra. Mình có một trái bắp ngọt hay là bắp Mỹ nè. Bắp này thì các bạn sẽ chia làm hai. Một phần là mình cho vào bột, một phần là mình cho vào nhân. Nửa cái củ cà rốt, hành lá và ngò rí cho nó thơm, hành tím thì mình phi và tỏi. Rồi bây giờ chẻ ra làm đôi cho nó dễ xắt ha. Mình sẽ xắt ra mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi. Cái phần mà còn hạt hạt á, còn nguyên vậy nè, mình lấy phân nửa để mình xay, còn phân nửa thì mình cho vào trong nhân mình xào lên thì cái nhân nó ngọt ngon. Cho vào trong cối nè. Các bạn sẽ cho thêm vào đây 200ml nước để xay cái bắp cho nó dễ. Mình xay chút xíu à là nó mịn. Phần bắp đã xay xong thì mình sẽ rây nó lại cho vào trong thau luôn. Các bạn sẽ bỏ cái phần xác này nha, mình chỉ cần lấy cái nước bắp, trong đó nó có cái tinh bột bắp á, giúp cho bánh nó có độ dai mà nó dai mềm, không có bị dai cứng. Rồi mình sẽ pha bột luôn ha. Cho hết hai loại bột vô, 200g hai loại á. Rồi các bạn dằn thêm muối vô. Mình sẽ cho thêm vào đây 400ml nước nữa, là mình dùng nãy giờ 600ml nước rồi đó. Thêm chút xíu bột nghệ, nếu không thích thì bỏ qua. Bột nghệ thì mình ăn cũng tốt nữa, mà cho vào thì nó càng tăng thêm cái màu sắc hấp dẫn cho bánh. Khuấy đều xong rồi cái mình để yên bên, cho phần bột này nó nghỉ để nó nở. Tiếp theo thì mình đi chuẩn bị phần nhân ha. Xắt cà rốt rồi mình xay cho nó nhanh, xay sơ qua là nó nhuyễn à. Còn không xay thì các bạn băm hạt lựu nhỏ nhỏ thôi. Nấm mèo mình cũng cho vào xay luôn. Cắt cái cuốn này bỏ đi nè. Rồi mình xay cho nó nhanh á. Rồi xanh lá và ngò rí, xắt nhỏ nhỏ ra để chút khi mình xào nhân mình cho vô. Có hành lá nè, kết hợp thêm ngò rí thì phần nhân nó thơm ngon và nó có cái màu đẹp nữa. Hành tím thì xắt lát mỏng rồi mình phi cho nó thơm. Nó vàng lên nha, các bạn để lửa dừa thôi để cho hành nó giòn. Bắt đầu chuyển màu rồi, mình cứ phi cho nó vàng. Hành bắt đầu vàng thì mình cho nó ra, cho nó ráo dầu. Đừng có để cho nó vàng quá thì một chút nó dễ bị khét lắm nha. Tại vì trong đây nó còn cái sức nóng á. Cho vào chút xíu dầu ăn cái mình phi tỏi và hành tím, cho nó dậy mùi thơm lên. Thì các bạn lấy thịt cho vô mình xào. Xào thịt với lửa lớn nha, cho phần thịt nó rời ra, nó săn thơm mà nó không có bị ra nước. Thịt này mình dùng thịt nạc dăm á, cho nó ngon. Khi thịt đã săn thơm rồi, các bạn sẽ lấy cà rốt và cái bắp hồi nãy á, mình cho vô luôn, cùng với nấm mèo luôn nè. Mình cho chung một loại luôn, cho nên là cho vô hết lượt. Còn nếu mà các bạn để riêng từng phần á, thì có thể xào bắp trước. Mình sẽ nêm vào đây đường nè, hạt nêm, dầu hào cho nó thơm và nó bóng phần nhân nữa. Rồi xào đều lên, để ở mức lửa trung bình nha, cho cái nhân bắp á nó chín kỹ, tại vì bắp này nó cũng hơi lâu chín một chút á. Rồi các bạn sẽ cứ để yên vậy nha, cho nó chín phần bắp. Quay trở lại thì mình xào đều lên nữa. Bây giờ bắp nó chín rồi, nó trong rồi ha. Nó chín rồi thì được rồi, mình sẽ cho hành lá và ngò rí hồi nãy mình xắt vô. Cho thêm chút xíu tiêu xay vô. Cho chút xíu tiêu xay cho nó thơm. Rồi đảo đều một cái nữa. Rồi là tắt bếp ha. Mình để nhân bên. Quay trở lại thao bột. Bây giờ mình lấy cái nước dầu hành phi này nè, sẽ cho vào trong thao bột muỗng canh.
khuấy đều lên cho nó đừng có bị lắng ở dưới đáy. Rồi chuẩn bị cái chảo cho nóng. Bây giờ các bạn sẽ lấy bột mình đi tráng bánh luôn. Mình quét sơ cái chảo lớp dầu nha, cho nó nóng chảo để bánh nó bóng và nó không có bị dính nữa. Tráng đều xung quanh cái chảo một cái rồi để ở mức lửa thấp, mình sẽ đậy nắp cho nó có hơi. Cái nắp đó các bạn làm ướt trước đi cho nó có hơi, nó sẽ chín bánh mà nó mềm nữa. Rồi mình sẽ úp nó ra, mình lót ở bên dưới là cái màng bọc á, cho nó đừng có bị dính. Quay qua đây á, thì mình tráng tiếp cái bánh thứ hai nha. Quay qua đây á, thì mình đi cuốn nhân vô cái bánh này, cái màu vàng đẹp mắt ha. Các bạn có thể cuốn bánh cuốn thẳng ra hoặc là mình túm hai cái đầu cho phần nhân nó đừng có bị rớt ra ngoài. Cứ hai ba cái bánh á, thì mình quét sơn lớp dầu. Mình cứ làm tương tự nha, xong cái nào á, thì mình cuốn cái đó luôn. Làm xong hết rồi á, thì mình cho hết lên trên cái dĩa nè. 200g bột mình cho ra rất là nhiều bánh luôn, kết hợp thêm hành phi lên trên mặt nữa. Mình cho thêm chút xíu hành lá cho nó ngon. Vậy là mình đã làm xong rồi đó. Ăn kèm là rau thơm và cải cắt nhỏ, dưa leo băm nhỏ luôn, chả lụa nữa nè. Có thêm gì thì mình cứ để lên mình ăn kèm nha. Bánh có độ dai, bóng, mềm, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Mình kết hợp hai loại bột cùng với bắp. Nếu mà các bạn không dùng bắp á, thì mình dùng thêm bột bắp cũng ngon nữa nha. Vừa lạ miệng vừa hấp dẫn nè, bắt mắt nữa. Cho thêm chút xíu rau thơm lên, sẽ cắt nhỏ ra cho dễ ăn ha. Mình có rất là nhiều cái công thức để mà pha bột cho bánh cuốn á, mà mình thấy mỗi cái công thức á, nếu mà có bột năng và bột gạo không á, thì nó sẽ hơi dai chút. Nếu mà thích ăn dai mình chỉ cần dùng tỷ lệ 1:1 với hai loại bột thôi. Còn mà thích ăn có độ dai mà độ mềm á, thì mình cho thêm bột khoai tây hoặc là bột bắp kết hợp vô, thì bánh nó sẽ dai và nó có độ mềm mềm, ăn nó ngon hơn. Bây giờ thì mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa, có vị mặn nhẹ nhẹ thôi, đừng có làm nước mắm mặn quá không ngon. Ăn kèm chả lụa nữa cho nó hấp dẫn. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.